Một kỹ sư cũng là nông dân nuôi tôm ở Bình Đại, Bến Tre vừa bị khởi tố để điều tra về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước sau khi bị bắt khẩn cấp vài ngày trước. Báo Thanh Niên dẫn lời phát ngôn nhân Công an tỉnh Bến Tre cho biết ngày 4 tháng 9. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, 38 tuổi, bị cáo buộc đã đăng tải và chia sẻ thông tin các đoạn livestream trực tiếp có nội dung được gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước và nói xấu đảng Cộng sản trên hai tài khoản Facebook cá nhân, theo báo Pháp Luật. Ông Ánh là một trong số ít nhất 4 người bị bắt trong tuần qua giữa bối cảnh Việt Nam tăng cường trấn áp, ngăn chặn biểu tình dịp Quốc Khánh 2 tháng 9. Hôm 1 tháng 9, Công an Việt Nam cũng bắt hai ông Đoàn Khánh Vinh Quang và Bùi Mạnh Đồng ở Cần Thơ vì kêu gọi biểu tình. Trước đó, ngày 30 tháng 8, ông Lê Quốc Bình, cư dân Bình Định, bị bắt với cáo buộc là thành viên đảng Việt Tân mang súng từ Campuchia vào Việt Nam. Theo AFP, từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã kết án ít nhất 28 nhân vật bất đồng chính kiến.